Chào bạn, hãy lấy ra một mảnh giấy và vẽ một đường thẳng dọc ở chính giữa để phân tờ giấy ra làm hai phần. Ở phía bên trái, hãy viết ra hai niềm tin và nhận thức mà bạn muốn thay đổi. Một cái ở dòng trên và sau đó cái kia ở dòng dưới. Sau đó, hãy suy nghĩ về những câu hỏi này trong một phút. Nếu bạn không muốn tin vào nhận thức những điều này nữa, thì bạn muốn tin và nhận thức điều gì về bản thân và cuộc sống của mình? Nếu bạn đã tin và nhận thức được những điều mới mẻ đó, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Sau đó, hãy viết ra những niềm tin và nhận thức mới vào phía bên phải tờ giấy. Hoặc bạn có thể viết ra những thông tin này trong đầu trước khi tiến vào bài thiền. Bài thiền sẽ kéo dài khoảng 60 phút. Bây giờ, mời bạn để cho nhận thức của mình nghỉ ngơi trong không gian tĩnh lặng. Chú ý vào điểm giữa hai mắt trong không gian tĩnh lặng. Và bạn cảm nhận được nguồn năng lượng của không gian giữa đôi mắt của bạn. Trong không gian. Và bây giờ bạn có thể nhận biết được nguồn năng lượng chảy trong không gian ở vùng thái dương. Và bạn có thể cảm nhận được khoảng không giữa thái dương của bạn. Và bây giờ hãy hướng sự chú tâm về chiếc mũi của bạn chiếm giữ không gian. Bạn đang cảm nhận được vùng hơi thở vào ra ngay đầu mũi, phải không nào? Và bây giờ bạn có thể nhận biết được không gian giữa lưỡi và phần cổ họng của mình. Và bạn có thể cảm nhận được cảm giác thông thoáng nơi cổ họng. Và bây giờ bạn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng của không gian quanh tai bạn. Và bạn có cảm nhận được năng lượng của không gian ngoài tai bạn. Và bạn có thể nhận biết được không gian ngay dưới cằm bạn. Và bạn có cảm nhận được vùng không gian quanh cổ của bạn. Và bây giờ bạn có thể cảm nhận được năng lượng phía trước ngực của bạn. Và bạn có cảm nhận được năng lượng của không gian quanh ngực bạn không? Và bây giờ, bạn có thể nhận biết được vùng không gian bao phía ngoài tai của bạn. Và bạn có thể cảm nhận được năng lượng của không gian xung quanh vai bạn. Và bây giờ, bạn có thể nhận biết được không gian
đằng sau lưng bạn. Và bạn sẽ cảm nhận được năng lượng của không gian ngoài cột sống bạn. Bây giờ, hãy để nhận thức của bạn nghỉ ngơi và cảm nhận năng lượng giữa hai đùi bạn. Và bạn có thể cảm nhận được năng lượng ấy kết nối với đầu gối của bạn. Và rồi bạn có thể cảm nhận được không gian xung quanh chân của bạn. Và bạn cảm nhận được năng lượng của không gian bên ngoài đôi chân của bạn. Và bạn có thể nhận biết được không gian xung quanh toàn bộ cơ thể của bạn. Và bạn có thể cảm nhận được năng lượng của không gian ngoài cơ thể của bạn. Và bây giờ, bạn có thể nhận biết được không gian giữa cơ thể bạn và các bức tường trong phòng. Và bạn có thể cảm nhận được khoảng không mà toàn bộ căn phòng chiếm giữ. Và bây giờ, bạn có thể nhận biết được tất cả không gian đang hiện hữu. Bạn có thể cảm nhận được năng lượng của tất cả sự vật đang đóng chiếm không gian. Và bây giờ đã đến lúc trở thành vô thể, vô danh, vô lượng, vô định tại vô thời điểm, để trở thành ý thức thuần khiết, để trở thành một nhận thức trong trường tiềm năng vô hạn và đầu tư năng lượng của bạn vào cõi hư không. Và bạn càng nán lại trong cõi hư không, bạn càng vẽ ra một cuộc sống mới cho mình, đơn giản như một ý nghĩ nảy nở trong bóng tối vô cực, và mở rộng sự chú ý của bạn vào vô định, vô thể, tại vô thời điểm. Và nếu bạn
với tư cách là một người quan sát lượng tử. Khi nhận thấy tâm trí mình quay trở lại với những gì đã biết, với điều quen thuộc về con người, đồ vật hoặc những địa điểm quen thuộc, về cơ thể của bạn, về nhân dạng của bạn, về cảm xúc của bạn, theo thời gian, trong quá khứ hoặc ở thì tương lai có thể đoán trước, thì hãy đơn giản là nhận biết rằng bạn đang quan sát những điều quen thuộc đó và buông bỏ ý thức của bạn, trở lại khoảng không của các khả năng và trở thành vô thể, vô danh, vô lượng, vô định tại vô thời điểm, bước vào cõi hư không, mở ra một cõi phi vật chất của tiềm năng lượng tử. Bạn càng nhận thức rõ, bạn càng dễ tạo ra khả năng và cơ hội trong cuộc sống của mình. Hãy tập trung vào hiện tại. Hãy nán lại trong trạng thái này khoảng từ 5 đến 20 phút. Thank you.
thức đầu tiên mà bạn muốn thay đổi về bản thân và cuộc sống của mình là gì? Bạn có muốn tiếp tục tin và nhận thức điều đó theo cách này không? Nếu không, tôi muốn bạn đưa ra quyết định với sự cương quyết, đến nỗi biên độ của quyết định đó mang theo mức năng lượng lấn át các chương trình cố định trong não bạn và chứng nghiện cảm xúc trong cơ thể bạn, và cho phép cơ thể bạn đáp lại với một tâm trí mới, và cho phép lựa chọn này trở thành một trải nghiệm mà bạn không bao giờ quên, và để trải nghiệm ấy tạo ra cảm xúc cùng với nguồn năng lượng để tái lập trình và thay đổi cơ chế sinh học trong người bạn. Hãy ra khỏi trạng thái nghỉ ngơi và thay đổi năng lượng của bạn để hệ sinh học của bạn được thay đổi bởi năng lượng của chính bạn. Bây giờ đã đến lúc thả trôi quá khứ vào các khả năng và cho phép trường khả năng vô hạn giải quyết nó theo cách phù hợp với bạn. Thử dẹp quá khứ sang một bên. Bây giờ bạn muốn tin và nhận thức điều gì về bản thân và cuộc sống, và điều đó mang lại cảm giác thế nào? Nào, đã đến lúc chuyển sang một trạng thái nhận thức mới và cho phép cơ thể bạn ứng với một tâm trí mới, thay đổi năng lượng của bạn bằng cách kết hợp ý định rõ ràng với cảm xúc cao thượng để nâng vật chất lên một tâm trí mới. Và hãy để sự lựa chọn mang theo một biên độ năng lượng lớn hơn bất kỳ trải nghiệm nào của bạn trong quá khứ, và để ý thức của bạn thay đổi cơ thể bạn bằng chính năng lượng của bạn và chuyển sang một trạng thái mới, và để khoảnh khắc này làm nên con người bạn. Và hãy để ý nghĩ có chủ đích này trở thành một trải nghiệm nội tại mạnh mẽ đến mức nó mang một năng lượng của cảm xúc cao thượng, trở thành một ký ức mà bạn không bao giờ quên. Nó thay thế ký ức trong quá khứ bằng một ký ức trong não bộ và cơ thể bạn. Nào, bạn đang được trao quyền, được truyền cảm hứng. Hãy đưa ra quyết định mà bạn sẽ không bao giờ có thể ngừng ghi nhớ. Bây giờ, hãy cho cơ thể bạn cảm nhận về tương lai bằng cách cho nó cảm thấy cảm giác của bạn khi tin vào điều này, và để cơ thể đáp lại với một tâm trí mới. Và từ trạng thái hiện tại, bạn sẽ sống như thế nào? Bạn sẽ đưa ra những lựa chọn gì? Bạn sẽ cư xử như thế nào? Những trải nghiệm nào đang hiện hữu trong tương lai của bạn? Bạn sẽ sống như thế nào? Điều đó mang lại cảm giác như thế nào? Bạn sẽ yêu như thế nào? Và cho phép những sống của các khả năng trở thành một trải nghiệm trong cuộc sống của bạn. Và bạn có thể dạy cơ thể mình cảm nhận đúng cách như thế nào trong tương lai mới này không? Nào, mở rộng trái tim bạn và tin tưởng vào khả năng vô hạn đó.
cảm thấy được nâng đỡ, yêu quý thời điểm hiện tại và trải nghiệm tương lai đó ngay bây giờ. Và bây giờ, hãy phó thác sự sáng tạo của bạn cho một tâm trí vĩ đại hơn. Phó thác những điều bạn nghĩ và trải nghiệm trong vùng đất đầy khả năng này. Nếu bạn có thể thực sự cảm nhận điều đó, nó sẽ biểu hiện trong thời gian sắp tới, từ những cơn sóng khả năng đến các hạt thực tế, từ phi vật chất đến vật chất, từ suy nghĩ đến năng lượng trở thành vật chất. Bây giờ, giao phó niềm tin mới của bạn cho một trường ý thức sẽ mang đến cho bạn kết quả hoàn hảo cuối cùng. Hãy gieo một hạt giống trong trường khả năng ấy.
Bây giờ, niềm tin hoặc nhận thức thứ hai mà bạn muốn thay đổi về bản thân và cuộc sống của mình là gì? Và nó có giúp bạn tiếp tục tin tưởng và nhận thức theo cách này không? Nếu không, đã đến lúc đưa ra quyết định với ý định chắc chắn. Đến nỗi biên độ quyết định đó mang mức năng lượng khiến cơ thể bạn phản ứng với một tâm trí mới. Và sự lựa chọn mà bạn đưa ra là cuối cùng. Và quyết định của bạn trở thành một trải nghiệm bạn không bao giờ quên. Hãy thoát ra khỏi trạng thái nghĩ ngợi quen thuộc và thay đổi năng lượng để nâng vật chất lên một tâm trí mới. Hãy tiếp tục. Bạn đang cảm thấy được trao quyền, được thay đổi bởi chính năng lượng của bạn. Và hãy để năng lượng của sự lựa chọn viết lại các chương trình tiềm thức trong bộ não của bạn, về hệ thần kinh, về cảm xúc và về khía cạnh di truyền trong cơ thể bạn. Và biến sự lựa chọn này trở nên mạnh mẽ hơn so với những gì diễn ra trong quá khứ. Và để hệ sinh học của bạn được năng lượng mới thay đổi, được truyền cảm hứng. Và bây giờ, hãy giao phó niềm tin đó cho tâm trí vĩ đại hơn. Đơn giản là thả lỏng và từ bỏ, hướng đến vùng đất đầy khả năng, trở lại trường năng lượng. Giờ đây, bạn muốn tin và nhận thức gì về bản thân và cuộc sống? Và điều đó sẽ mang lại cảm giác như thế nào? Nào, hãy chuyển sang một trạng thái mới và cho phép cơ thể bạn được nâng lên một tâm trí mới. Và để năng lượng của sự lựa chọn này viết lại các mạch thần kinh trong não bạn và các gen trong cơ thể của bạn, và cho phép cơ thể bạn được tự do ở một tương lai mới. Bạn phải cảm thấy được nguồn năng lượng mới để trở thành một điều gì đó vĩ đại hơn, vượt ngoài cơ thể của bạn, môi trường của bạn và thời gian, để bạn có quyền thống trị cơ thể của bạn, môi trường của bạn và thời gian của bạn. Hãy trở thành một suy nghĩ có ảnh hưởng đến vật chất, và bạn có thể dạy cơ thể mình về cảm xúc. Nó sẽ cảm thấy như thế nào khi tin vào điều này? Bạn sẽ cảm thấy được trao quyền, rung động trước sự vĩ đại của bản thân, thêm dũng khí, trở thành bất khả chiến bại, yêu cuộc sống, cảm thấy không bị giới hạn, sống như thể tất cả lời cầu nguyện của bạn đã được đáp lại. Nào, hãy cho cơ thể của bạn, khi tâm trí bạn đang ở trạng thái vô thức, trải nghiệm về tương lai, truyền tín hiệu cho các gen mới theo những cách mới. Năng lượng của bạn là biểu hiện của vật chất. Hãy thay đổi năng lượng của bạn và thay đổi cơ thể của bạn. Nào, hãy làm chủ sức mạnh tâm trí của bạn. Và từ trạng thái mới này, bạn sẽ sống cuộc sống như thế nào? Và nếu bạn đặt niềm tin như vậy, bạn sẽ lựa chọn điều gì? Bạn có thể minh họa bằng những hành vi nào? Và bạn có thể quan sát được những trải nghiệm nào từ trạng thái này?
và chúng sẽ mang lại cảm giác nào? Được chữa lành, tự do, tin vào bản thân và khả năng. Hãy cứ thư giãn, hãy chúc phúc cho tương lai này bằng chính năng lượng của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn đã được kết nối với một số phận mới. Bất cứ nơi nào bạn đặt sự chú ý của mình vào thì đều là nơi bạn đặt năng lượng của mình. Đầu tư vào tương lai của bạn, hướng đến tương lai của bạn thay vì quá khứ. Hãy mở rộng trái tim bạn và cho phép cơ thể bạn thay đổi nhờ trải nghiệm quay về bên trong này. Và hãy nhớ rằng bất cứ điều gì bạn thực sự trải nghiệm và cảm thấy trong cõi hư không, cuối cùng sẽ làm chậm lại tần số năng lượng để trở thành vật chất trong không gian ba chiều. Và bây giờ hãy thả lỏng và từ bỏ, và cho phép một trí tuệ vĩ đại hơn thực thi điều đó cho bạn theo cách phù hợp với bạn. Và bây giờ lấy tay trái đặt lên trái tim, tôi muốn bạn cầu chúc cho cơ thể mình rằng nó được nâng lên một tâm trí mới, và cầu chúc cho cuộc sống của bạn rằng nó là một phần mở rộng của tâm trí bạn. Cầu chúc cho tương lai của bạn rằng nó không bao giờ là quá khứ của bạn. Cầu chúc cho quá khứ của bạn rằng nó đã chuyển thành trí tuệ khôn ngoan. Cầu chúc cho những nghịch cảnh trong cuộc sống của bạn rằng nó sẽ là khởi đầu cho sự vĩ đại nằm bên trong bạn, và rằng bạn nhận thấy ý nghĩa ẩn đằng sau tất cả mọi thứ. Cầu chúc cho linh hồn bạn rằng nó đánh thức bạn khỏi giấc mơ này, và cầu chúc cho điều thiêng liêng trong bạn rằng nó đang hiện hữu trong bạn, chuyển động qua bạn và di chuyển xung quanh bạn, cho bạn thấy căn nguyên, mục đích trong cuộc sống của mình. Và cuối cùng, tôi muốn bạn cảm ơn vì cuộc sống mới này. Trước khi nó thực sự được tạo ra, để cơ thể bạn, khi tâm trí ở trạng thái vô thức, bắt đầu trải nghiệm tương lai đó ngay bây giờ. Bởi vì lòng biết ơn mang nghĩa là sự kiện đã xảy ra. Và lòng biết ơn là trạng thái cuối cùng của việc nhận lấy điều gì đó tốt đẹp. Hãy ghi nhớ cảm giác này. Đưa nhận thức của bạn trở lại trong một cơ thể mới, một môi trường